Mèn đét ơi, đến thăm cái gia đình gì mà đông quá trời, 15, 16 đứa luôn. Bởi người ta nói á, là người kiếm một đứa không ra nữa, còn cái này ha thành một đội bóng, hình như là hơn cái đội bóng luôn nữa. Mà đặc biệt một điều á, là đứa nào cũng khỏe mạnh, đứa nào cũng ngoan trơn. Mà cái này là không phải cha mẹ nuôi mà là bà ngoại nuôi. Mà bà ngoại nuôi là bà ngoại nuôi chứ không phải là bà ngoại nuôi. Nói một hồi á, là Thảo muốn gói lộn tiền đình luôn á. Quý vị biết tại sao không? Tại vì quá trời đông luôn. Cả nhà ơi, vô coi cái gia đình đông con nghe, vô lấy vía nghe. Rồi bắt đầu nè, bắt đầu là tự trong nè, nó tràn ra nè, cho bắt đầu nè, coi nè. Rồi đó, tôi muốn tuột đường rồi đó. Hết, còn hết rồi kìa, hết rồi. Tám rồi, mới phân nửa rồi đúng không? Mới phân nửa rồi hình nè. Dạ hết luôn rồi, kìa hết luôn rồi. Dạ hết một lần luôn mấy đứa ơi. Đây luôn nè, kìa đó. Xin mến chào quý bà con, đây là gia đình, đại gia đình 15 đứa con đông nhất ở miền Tây nha. Ở bên đây là bà ngoại nuôi và bà ngoại ruột vừa mới về luôn nha quý vị. 15 đứa con nghe mọi người. Ở trong rồi. Đứa lớn lặn gấm rồi nè. 6 tuổi và 17 tuổi. Rồi. Con tên Trang 15 tuổi. Cái áo xanh cái gì kìa? Trang con chưng con. Tên gì? Cu đen. Rồi. Áo xanh là cu đen, giơ tay lên. Giơ tay lên. Rồi. Giơ tay lên. Tới cu gì? Giơ tay lên. Con là tên Huy. Cu Huy không? Ai? Giơ tay lên. Giơ tay lên. Con là tên Huy. Giơ tay lên. Rồi. Rồi tới ai nữa? Ngọc. Rồi tới ai? Tên là Ngọc. Ngọc. Rồi. 13 tuổi. Con 13 tuổi. Rồi Trăng đi ra. Cu đen là tên gì? Cu đỏ. Có thấy đỏ vậy trời. Cu đỏ rồi. Tới cu đỏ phải không? Rồi tới con. Hồng. Bao nhiêu tuổi nè? 8 tuổi. 8 tuổi. Tao xanh này quá. Rồi. Rồi tới đứa nào? Hoàng. Cu gì? Cu Hoàng hả? Rồi cu Hoàng. Tới đứa nào nữa? Rồi cu Hoàng, rồi tới cu nào nữa? Kế tiếp. Tới ai? Đây. Voi nó là gì? Nói lên voi. Cu voi hả? Con gì? Không, không nghe. Con voi 7 tuổi, một mẹ ta chứ. Con voi 7 tuổi. Con voi chứ. Nó đàng hoàng. Nó đàng hoàng chứ. Rồi, rồi tới đứa nào nữa? Đứa mồi. Tới em của đứa này. Con voi nó lớn lên. Tới nè nè, mẹ về cu vậy. Nó con cu mồi. Nó con cu mồi. Cu mồi. Dễ thương không? 6 tuổi. Dễ thương ghê không? Rồi, tới ai? Con bèo. Nèo nó lớn lên. Bánh bèo hả? Này bánh bèo hả? Con bèo luôn ta. Con bèo. Rồi, tới ai? Hai em của bánh bèo. Giơ tay lên. 6 tuổi rồi, tới ai nữa? Hai em bánh bèo cho tao. Cái chị này quen quen nè. Dễ thương đẹp gái nè. Cái gì? Lụa. Lụa 5 tuổi. Lụa hả? Lụa làng đó ha. 5 tuổi nha. Rồi tới ai nữa? Tới ai? Mèo. Mèo nè. Mèo mấy tuổi mèo? Tới con mèo đó kìa. Mèo nó nói chuyện 4 tuổi. Con mèo nó nhìn qua ra ngoài. Thôi bỏ qua đi, tới đây. Rồi tới hai đứa nhỏ. 1 tuổi mấy? Thằng 2 tuổi. Trời ơi, bơ sữa được không ha? Bơ sữa bắp gan được không? Trời ơi, 15 đứa. 15 đứa trong căn nhà. Bao nhiêu gạo vậy chị? Con. Ngày 6 kg. Cái gì? 6 kg. Một ngày 6 kg gạo hả? Chiều 3 kg. Ngày cho ăn mấy cử? 2. 2 cử. 3 kg. Cho ăn, cho không cho ăn ba cử đi cho mau lên. Ba cử gạo đâu cho ăn. Ở coi cậu ngoại ơi, dạo này mình còn đi xin cơm từ thiện chay nữa không? Còn. Còn hả? Dạ. Để cho bớt lại ha. Dạ. Chứ không có cơm từ thiện đó chắc ngày chắc nãy nó mấy ký 6 ký ngày. 6 ký chắc nấu là chắc 4 ký quá. Nhà nào cũng ăn cơm từ thiện chứ hả? Ăn cơm chay hả? Dạ. Mà mấy đứa nó ăn cơm chay được không? Ăn cơm chay nó ăn ngon. Ngon luôn hả? Dạ. Ở trống nồi cơm chay còn trống. Đồ chay còn. Ăn cơm nước tương luôn không? Dạ, nước tương. Cái này, chắc nước tương đắt rồi nha. Chứ đâu có mà tiền mua nước lá mắm. Trời ơi. Cái gia đình bên kia mà mình quay á quý vị là 10 đứa mà với có bầu nữa là 11 đứa. Còn này là 15 đứa. Trời ơi trời. Bên kia là ba mẹ nó lo, còn bên đây là bà ngoại lo. Bà ngoại lo. Bà ngoại nuôi. Bà ngoại nuôi và bà ngoại ruột. Dạ bà ngoại ruột thì mặc áo xanh nghe, bà ngoại nuôi mặc áo vàng vàng nha. Ừ. Bà ngoại nuôi tưởng đâu. Bà ngoại nuôi nãy đứng vô tôi tưởng đâu là 16 đứa. Không mà tôi chấm một điều á là trong 15 đứa này là nó rất là ngoan hơn là 11 đứa kia nha. Đúng rồi. Kêu nó rất là ngoan, đứng im ru luôn. Nó ngoan gì đâu á.
còn mấy đứa kia là thua luôn. Mấy đứa này nó rất là ngoan luôn nè. Sao dòm chú dưới con? Sao dòm dưới gương mặt gì kỳ vậy? Đâu có, tao đang nghiêm mà. Nghiêm hả? Tao đang nghiêm. Mấy đứa con này có đứa nào có ước mơ được làm cái gì không? Kìa, nói lớn lên ước mơ gì? Ai ước mơ giơ tay lên đi. Ai ước mơ thì mình giơ tay lên. Lụa phải không? Ước mơ đứa lớn làm gì nè? Lụa. Quay ra đây. Rồi, lụa. Đưa tay lên. Gì trời? Lớn học bài. Ước mơ nữa lớn làm gì nè? Ước mơ lớn là con đi học, nữa lớn là con làm cô giáo. Là... Con học là cô giáo. Trời ơi, đã vậy ta. Rồi đưa tay lên, đưa tay. Con gắm ước mơ làm gì nè? Gắm nữa lớn làm gì? Có học không? Có học không để làm bác sĩ. Ủa, nãy tôi nhớ nãy nói nó nữa lớn nó bán trà sữa gì mà là. Bác sĩ, lo cho nó ngày lỡ mà có bị bệnh. Rồi bây giờ con học rồi, con đi học có làm bác sĩ được. Đúng con rồi. Con làm bác sĩ. Làm vậy con đâu có đi học đâu con biết. Thôi vậy ước mơ khác đi. Ước mơ khác đi. Hiện tại con làm quán trà sữa. Quán trà sữa. Bán trà sữa là bán cái tướng này bán được rồi. Đúng rồi. Đi quán trà sữa không? Yên lặng. Cô đen kìa. Ước mơ đi học. Mà được đi học chưa? Không, mà theo nghĩ là mấy đứa này nó ước mơ đều đi học hết trơn. À, mà phải nói chuyện đàng hoàng. Tất cả những bé ở đây là quý bà con là chưa có được đi học nha. Có đứa nào được đi học không? Chưa có đứa nào được đi học hết. 15 đứa. Không có đứa nào đi học hết. Okay. Có con có ham học không? Ở trên Bình Dương là có rồi, có đi học. Kiểu như là người ta đi học được có một tháng người ta đi nghỉ một tháng rồi. Mấy đứa con có ước mơ đi học không? Có ham học không? Nó lớn rồi. Mấy đứa con muốn đi học lắm nhưng mà không được. Bây giờ nè, chú hỏi nè, bao nhiêu đứa muốn đi học giơ tay lên? Đưa tay lên cả. Đứa nào muốn đi học giơ tay? Đưa tay lên mình hỏi. Như hết trơn rồi. Đưa tay lên đưa tay. Ờ, mấy đứa nó rất là muốn đi học nha mọi người. Điều kiện nó vẫn có, cho nên là 15 đứa là coi như là chưa được đến trường học nào. Phải có giấy khai sinh mới đi học được. Thôi chú ước mơ của mấy con thành hiện thực đi, chứ giờ chưa có gì, biết sao vậy? Cô mèo có chịu đi học không? Sao mà nhìn ra ngoài đồng ngoài ấy, cô mèo? Nó chịu đi móc lúa. Vậy là ước mơ nó rồi là đi móc lúa phải không? Nè, ở đây ngoài đồng luôn. Đứa lớn đi móc lúa. Vỗ tay luôn. Ta lớn lên. Vỗ tay. 15 đứa nghe quý vị. Nó có được hai bà ngoại nuôi và bà ngoại ruột. Quá giỏi luôn. Quá hay. Tất cả đây là 15 đứa nha quý bà con. Bây giờ để tôi đếm lại cái nữa quý, phải 15 đứa không nha. Bắt đầu từ bên đây đi chứ, để tôi đứng hồi tôi muốn gói loạn tiền đình rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 đứa. Hai cô gái đây tính luôn. Hai này hả? Đúng rồi. Hai đứa lớn hả? À, bà ngoại nuôi với bà ngoại ruột. Đó. Bà ngoại nuôi giống 16 đứa. Công nhận ha, bà ngoại nuôi hay thiệt ha. Nó ngoan, nó rất là ngoan luôn. Bà ngoại nuôi có chồng chưa? Chưa, không có chồng. Cháu có cho bà ngoại nuôi có chồng không? Nói đàng hoàng. Kỳ vậy? Vậy? Kỳ vậy? Cho bà nào ngoại nuôi có chồng đi. Có ông ngoại. Chị nuôi những mấy đứa con à, không